tục giới thiệu cho các bạn một cái series máy vi tính phân phối ở trên tay S là Viettel V8413, một dòng máy giá rẻ để cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm Android. Thì máy sử dụng Android 4.2, màn hình 3.5 inch, hai SIM máy sóng, chip 2 nhân 1 GB, quad RAM 2 chấm, ROM 512, RAM 256. Cái cấu hình RAM này thì rất là ít, nên các bạn cũng hiểu rằng là máy này chỉ là máy để có thể thay thế những dòng máy cơ bản bình thường. Thì để các bạn có thể tải trải nghiệm được và sử dụng khi cần thiết được ạ. Rồi, hãy hoạt nào. Trong máy. Bên trong máy thì các hộp cơ bản thì như nó bao gồm một bộ sạc khá đẹp gì trắng cát đây nghe. Rồi, hướng dẫn sử dụng. Máy thì để thuận tiện thì S đã gắn pin vào. Hãy khởi động xem thế nào. Khởi động thì giống như các máy Viettel cơ bản khác, các bạn đều thấy có logo Viettel khi khởi động. Máy thì không có camera nhưng không có đèn flash. Ở dưới thì có cổng sạc, nút nguồn, telephone. Rồi, rồi. Thử xem thế nào. Máy ở dưới có 3 nút cảm ứng tượng trưng cho 3 tính năng. Ý, em đã vô nhầm tính năng chụp hình. Rồi sẵn luôn, máy chụp hình cũng nói chung cũng được, không đến nỗi nào. Máy sử dụng giao diện Android gốc và launcher gốc của Android. Vậy như khi các bạn bấm vô menu thì đây. Sau khi khởi động thì ấy cảm giác máy nó cũng không được mượt lắm, có thể vì bộ nhớ RAM chỉ có 256, dẫn đến là một vài tính năng trên máy có thể không hoạt động ổn định và nhanh như các máy cao cấp bây giờ. Nhưng mà dùng trải nghiệm thì rất là tốt, ứng dụng. Máy có 124 GB bộ nhớ trống. Đi do đó nếu như được thì các bạn nên chuyển qua những mua cái dòng máy bộ nhớ trống cao hơn. Như ví dụ như 8510 ấy có giới thiệu thì như bạn sẽ thấy bộ nhớ nó tốt hơn. Rồi. Rồi. Đây là những đặc điểm cơ bản về máy. Không có gì nổi bật lắm. Rồi, chúc các bạn lựa chọn được dòng máy yêu thích của mình. Chào các bạn.